Cùng anh chị em tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Đời Hoàng Bề Đế Tiberio năm thứ 15 Phong Siêu làm toàn quyền sứ Judea. Erode làm thủ hiến sứ Galilea, còn em là Philippe làm thủ hiến sứ Ituria và Traco Lysania làm thủ hiến sứ Abilena, Anna và Caipha làm giá Thượng Tế có lời Chúa đã kêu gọi Doan con ông Zakaria trong hoang địa. Ông liền đi khắp miền sông Jordan rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn ta tội. Như lời chép trong sách tiên tri Isaiah rằng Có tiếng kêu trong hoang địa hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng con đường gồ ghề hãy san cho bằng và mọi người sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của thiên chúa đó là lời chúa anh chị em thân mến lời chúa trong phục vụ của chủ nhật thứ hai mùa vọng hôm nay là lời của niềm hy vọng ngôn sứ isaiah trong bài đọc thứ nhất đã như lên một tiếng reo vang đầy lạc quan cho mọi người như một lời hiệu triệu gửi đến toàn dân hỡi những kẻ loan tin mừng cho Sion hãy trèo lên núi cao hãy đi đến các thành miền Juda hãy hét lên rằng Thiên Chúa đang đến Ngài không dừng dưng với nỗi khổ của con người nhưng ra tay can thiệp cứu vớt họ thoát cảnh khốn cùng đúng như vậy Thiên Chúa đang đến để an ủi dân của Ngài. Vì thế có tiếng hô vang trong sa mạc, hãy mổ một con đường cho Đức Chúa giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Khi Tô Hữu là người dọn đường cho Chúa đến trong cuộc đời, Điều đó cho thấy chủ đề chính của lời Chúa trong chủ nhật này là lời mời gọi sám hối để dọn mình xứng đáng đón chúa đang ngự đến nhưng những người thời đại của chúng ta lại đặt ra câu hỏi này thiên chúa ở đâu mà cơn đại dịch covid đang hoành hành khi lũ lụt thiên tai cướp đi nhiều sinh mạng và những xung đột đang đe dọa nhấn chìm nhân loại trong bom đạn và chiến tranh thiên chúa có nhìn thấy không thiên chúa đang ở đâu Mỗi người tín hữu được trao sứ mạng để đi nói với mọi người rằng Thiên Chúa vẫn yêu thương chúng ta, Ngài thấy hết tất cả những điều đó, Ngài xé trời để ngự đến can thiệp và an ủi dân của Ngài. Mùa vọng chính là thời điểm để chúng ta suy tư về sự can thiệp kỳ diệu này của Thiên Chúa trong lịch sử của nhân loại. Và hôm nay trong những biến cố của thời đại chúng ta lời kêu gọi của thánh doan rất cấp bách nếu không mau mau dọn đường cho chúa thì cơn thịnh nộ của thiên chúa giáng xuống trên chúng ta cái rìu đã đặt ở gốc cây rồi nếu biết mau dọn đường cho đấng cứu thế đến thì mọi người sẽ được ơn cứu độ đấng mà các tiên tri đã nói đấng mà dân chúng trông chờ ngàn năm đấng mà Isaiah đã hô hào đón rước từ hơn 500 năm trước nay ngài đang đến ngài đến rồi đây chiên thiên chúa đây đấng cứu độ trần gian ngài sẽ giải phóng cho chúng ta khỏi những cảnh đuôi mù câm điếc tàn tật tê liệt quỷ ám ngày đưa chúng ta ra khỏi cảnh tối tâm của sự chết. Anh chị em thân mến, trong một cuộc triển lãm, họa sĩ văn Gogh đã trưng bày một bức tranh tuyệt đẹp với tựa đề Chúa đến. Ông vẽ Chúa Giêsu đang đứng gõ cửa một căn phòng. Một người bạn đến xem tấm tranh đã tấm tắc khen ngợi nhưng góp ý với ông này ông bạn bức tranh của anh hoàn hảo lắm nhưng còn thiếu sót một chi tiết có nghĩa là anh quên không để ý căn cửa mà Chúa đứng gõ cửa thiếu một nắm đấm để mở cái cánh cửa ra văn gót đã trả lời không phải như vậy đâu Chúa đang đứng gõ cửa căn phòng tâm hồn của mỗi một người chúng ta còn mở cửa hay không là chúng ta bởi vì cái nắm đấm cửa nó nằm bên trong phòng chứ không nằm phía ngoài cửa mùa vọng đến chúng ta đợi chờ chúa ngài đang gõ cửa từng tâm hồn chúng ta nhưng lòng chúng ta có mở ra được hay không chúa có vào được hay không là nơi từng người chúng ta bởi quyết định mở cửa là nơi chúng ta bởi nắm đấm của cánh cửa là ở phía trong chúng ta amen chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng đức tin tôi tin kinh một thiên chúa